Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh đồ nghề second hand của mình nha. Đó. Thì anh em có thể liên hệ trực tiếp Facebook Bùi Minh Ghí hoặc số điện thoại Zalo 0943701230 hoặc 0945030114 giúp em nha. Đó. Hôm nay thì trời mưa mù nên ánh sáng không có được sáng hơn anh em. Đó. Với cúp điện nữa. Rồi. Thì anh em like xem nhớ like và share kênh giúp mình nha. Và anh em là chưa đăng ký nhớ bấm nút đăng ký hoặc subscribe để khi nào em đăng clip mới thì anh em sẽ nhận được thông báo nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của em trong thời gian vừa qua nha. Thì hôm nay em sẽ lên clip số 38. Clip gồm những món trên video nha anh em. Đá mài Eto, kìm cót, thước, cần Eto, phun sơn, cà lê, kìm, ống nhòm, dao thái mì bằng ủi nha anh em. Đó, búa. Thì bên em có hai hình thức giao dịch, đó là ship code và chuyển khoản. Ship code thì người mua tự trả phí ship, còn chuyển khoản đơn trên 300 thì bên em sẽ bao ship cho anh em nha. Đó. Thì những món hàng mà có giá trị thì em sẽ ưu tiên cho anh em là chuyển khoản trước nha anh em. Đó. Anh em chốt theo mã số clip và mã số sản phẩm giúp em nha. Rồi, em sẽ lên đầu tiên là một cái mỏ lết nhỏ size 150 mm của hãng Lotte. Đó. Con này cái có tay cầm, con này chiều dài 16 cm. Đó. Con này có cái tay cầm cách điện. Đó. Hàng Lotte rồi đi Nhật nha. Con này size 6 inch nha anh em. Đó. Con này mở tối đa là 20 nha anh em. Đó. Mở tối đa 20, hơn 20 xí. Đó, tình trạng thì nói chung là còn khá là ổn nha anh em. Đó. Rồi động này trơn tru nha. Rồi lắc nhẹ. Dùng với tay cầm ít lắm. Rồi, clip 38 mã số 1 là 150.000 nha. Đó, 150.000 mỗi lết. Giờ này nó còn cúp điện nữa nha nè. Anh em thông cảm, em sẽ quay từ từ cho anh em xem. Tại vì hàng có Sam nói vậy cho anh em dễ chốt hàng nha. Và tiếp theo là mã số 2 là một cây mỏ lết. Cây này là size 200 mm. Cây này của hãng Ton, nội địa Nhật. Đó. Nội địa Nhật. Cây này tình trạng còn rất là mới nha anh em. Nó tình trạng còn rất là mới, chưa qua sử dụng. Hãng Ton thì của Sa Băng nha anh em. Đó. Anh em cây này chỉ thiếu cái hộp thôi. Cây này mở rộng 26 mm. 26 mm. Trên đây nó có vạch chia của mili. Đó. Ở chỗ này là 25, ở đây 26 à. Miệng nghèm còn rất là đẹp nha anh em, hầu như là chưa qua sử dụng rồi. Hầu như là chưa chưa sử dụng lần nào luôn, tình trạng còn rất là đẹp. Rồi anh em nào lấy chút mã số 2 là 200 nha anh em. Đó. Mã số 200 mỏ lết của Ton. Đó. Hàng chưa qua sử dụng. Rồi tiếp theo là mã số 3 là một bộ ba cây mỏ lết. Đó. Bộ ba cây mỏ lết này của hãng Lotte nha anh em. Nó hãng Lotte hiệu quân tôm. Size cây nhỏ nhất size 150 mm, cây số 2 là size 200 mm, cây số 3 là 250 mm. Đó. Hàng này là nội địa Nhật khách nha anh em. Đó. Hàng nội địa Nhật. Chung là ba cây này tình trạng cũng khá là còn khá là mới nha anh em. Đó. Thì size 150 mm thì cây này mở của nó là 21 nha anh em. Đó. Cây 200 mm thì mở 26. Cây 250 mm thì mở mát là 30 nha anh em. Đó. Tình trạng miệng nghèm rồi có còn rất là đẹp nha anh em. Đó, anh em thấy à. Cây nhỏ là rất là đẹp, rất là mới luôn nha. Đó. Đó. Cây này nghèm cũng còn rất là đẹp. Đó. Sống lưng hơi bị xước nhẹ thôi. Đó. Cây 250 đó. Miệng nghèm cũng còn rất là mới nha. Đó. Hàng nguyên zin, rất là đẹp. À, anh em lấy chọn bộ sưu tầm cũng được. 6 8 10 inch đó. 6 8 10 inch. Rồi, bộ 3 cây. Bộ 3 cây mã số 3 là 500 nha anh em, đó. Bộ 3 cây mã số 3 500. Đó. Anh em là xài nguyên bộ thì lấy một bộ rất là đẹp luôn. Đó. Còn mới tinh nha anh em. Đó. Mã số 3 300. Rồi tiếp theo là mã số 4 là một viên đá mài. Đó, viên đá mài này của Nhật nha anh em, con này của hãng King, nó độ giá 1.000, anh em xem thông số giúp em. Đó, chiều dài đá của nó là hơn 20,5 chút xíu nè, chiều dài. Đó, con này xài rất là ít nha anh em thấy cái độ mòn của nó rất là ít, độ mòn còn zin luôn nè. Đó,
Độ dày là hai còn 2 phần 8 như này, đó, 2 phần 8. Đó, chỗ dày nhất 2 phần 8. Chiều rộng ngang của đá là 6 phân rưỡi à, hơn 6 phân rưỡi tí nè. Có cắn nhẹ vài miếng nhẹ nhẹ thôi, nó không ảnh hưởng đến việc sử dụng nha anh em. Con này của hãng Kinh, độ giá 1.000. Đây, cái chữ của nó đây, Kinh, nó mờ mờ nha anh em. Hãng Kinh. Độ giá 1.200 nha anh em. Nè, còn số 1.200 nè. Viên đỏ thường thường là ngàn với ngàn hai thôi, đó, độ nhám ngàn hai tương đương với ngàn thôi anh em, nó hai viên nó tương đương nha thôi. Đá này là đá nội địa Nhật nha anh em, đá bùn nha. Rồi con này mã số 4 là 450 nha anh em. Đó, mã số 4 450k, đó, viên đá mài kinh. Độ nhám 1.200. Rồi tiếp theo là một cái Eto kẹp bàn. Con này của hãng Egon. Của hãng Egon nó bị mắc cái tem dán ở đây nha anh em. Ở chỗ này là để mình kẹp bàn nha. Đó, hai em đã vệ sinh chân chu hết rồi. Rất là nhẹ. Con này nó nặng 1,8 kg nha anh em. Con này nặng 1,8 kg. Nặng 1,8 kg. Con này ngàm của nó là ngang của nó là 7 phân rưỡi nha, 7 phân rưỡi. Đó, trên đây nó có một cái đè đè nhỏ nè. Ngàm nó còn rất là đẹp nha anh em. Đó, nó còn cái vết xước của mấy cái máy tiện, đó, máy phay nè. Rất là đẹp nha. Kitme nó còn rất là chân chu, không bị lỗi làm gì hết. Đó, nó có đóng mắt in xe băng ở chỗ phần này nè nha nè. Mắt in xe băng. Đó, nó bị mất cái tem của hãng Egon này. Đó, độ mở con này nó cũng khoảng 7 7 phần rưỡi nha nè. Đó, độ mở rất là dài nha. Đó, 7 phần rưỡi. Rồi, con này mã số 5 là 500 nha nè. Mã số 5 500k. Đó, hãng Egon thì dòng Eto khá là nổi tiếng của Nhật nha nè. Nên là xài mấy đầu linh tinh là kẹp bàn nữa, xài cái con này kẹp rất là ngon. Rồi, mã số 5 500. Rồi tiếp theo là mã số 6 250.000 đó, 250.000. Con này là con cắt cắt ống, con này là một con dao cắt ống ống sắt nha anh em, nó ống sắt. Đó, automatic. Cắt ống từ 3 mm đến 38 mm. Đó, ốc từ 3 đến 38 mm. Còn full box luôn. Đây, lưỡi cắt của nó còn mới nha, hàng này chưa qua sử dụng nữa. Con này còn nguyên zin rất là đẹp luôn. Cắt từ 3 tới 38 mm. Nó còn một cái lưỡi xe cua dưới đây nè nha anh em, nó còn một cái lưỡi xe cua dưới đây nè. Rồi, cái này con dao cắt ống này mã số 6 là 250 nha anh em. Đó. Mã số 6 250. Và tiếp theo là mã số 7 là một cây sủi nha anh em. Cây sủi, cây này dài 29,5 29,5 của Scrapper. Scrapper. Con này thiếu một con vít ở đây nè, giờ anh em gắn vô vít 6 ly. Đó. Trên đây là nhôm nguyên khối luôn nha, nó tay cầm cao su. Rồi, con này mã số 7 là 150 nha anh em. Mã số 7 150.000. Thiếu con ốc. Rồi tiếp theo là mã số 8 là một cây kìm bấm đầu cót. Cây này dài 27,5, dài 27,5. Con này của hãng Denshan, đó, Denshan, logo nội địa Nhật. Denshan logo nội địa Nhật nha. Đó, nó sơn nguyên zin nó còn nguyên luôn. Đó. Tay cầm rất là tốt, con này nó có cái ben trợ lực như này, khi anh em bóp sát thì nó sẽ tự bung ra. Đầu nó có khắc chữ ở trên luôn, trong luôn nha anh em. Con này nó mình bấm có thể bấm được 4 size nè, nó size nhỏ nhất là như là 2 chấm tới 5.5 tới 8 tới 14 nha anh em. Rồi, con này mã số 8 là 300 nha anh em. Mã số 8 300. Rồi tiếp theo là mã số 9 là một cây bấm đầu quất, cây loại nhỏ, cây này dài 18 cm, 8 cm. Con này của hãng Migoku Kogyu, rồi địa Nhật, đó, logo nó đây, Migoku, đó là địa Nhật nha, đó, made in Japan.
Tay cầm còn rất là mới, giờ anh em chùi lại. Cây này nó bấm được 3 size nha nè, bấm được 3 size. Đó, hai size 2 chấm, 5 chấm 5 và size 8 nha. Đó, 2 chấm 5, 5 chấm 5 và 8 nha nè. Đó, còn rất là đẹp nha nè. Rồi, con này mã số 9 là 300 nha nè. Đó, mã số 9 300. Ánh sáng thì giờ này nó chuyển mưa anh em, nó hơi tối anh em thông cảm chút xíu. Nhưng hàng tiếp theo là một cây thước chia gốc của hãng Tajima. Con này dài 50 cm, chiều dài của nó là 50 cm đó. Con này là cái phần dưới đây là bằng nhôm khối nha anh em, tay cầm bằng nhôm khối nó với inox nha đó. Mấy cái này là inox đó, con này để anh em chia của bên ngành mộc á, anh em nào biết rất là dễ luôn. Nó chia độ nè, thước chia độ nè, chia độ cho anh em lấy dấu hoặc cắt gỗ cắt nhôm gì đó. Em cũng không rành ở đây đó, do hàng bãi này nó có chày chày thôi, nó còn rất là mới nha. Hãng Tajima nè, số trên đây còn nhìn rõ hết nha nè, chia độ. Rồi, con này mã số 10 nha nè, mã số 10 là 300 nha, mã số 10 300 nghìn cái thước nha. Và tiếp theo là mã số 11 là 100k là cây liếc dao. Đó. Đó, cây liếc dao trên phần này nó có chữ phần chữ nhật nha nè. Phần chữ nhật. Cây này thì độ nhám nó cao. Đó, độ nhám nó cao. Liếc vẫn bán bình thường như thế này mà độ nhám nó cao thì anh em liếc lâu hơn chút xíu. Đó, nó hơi cũ rồi. Đó, bán rẻ về cho anh em. Cây này nó cũng dài. Cái này dài 38 cm nè, dài 38 cm. Đó, mã số 11 100k cái clip dao nè. 100k. Rồi, tiếp theo là mã số 12 là một cây cần. Cây cần rất léo nha. Cây này rất là dài nha anh em. Cây này đầu size 1/2 nha. Đó, phần trên là phần thép đen để đo tổng thể chiều dài của nó. Cây này rất là dài luôn. 40. Cây này dài 6 65 nha anh em. Cây này dài 6 tấc rưỡi nha. Đó, dài 6 tấc rưỡi. Nguyên cây nóc luôn. Đó, dài 6 tấc rưỡi. Cây này nó nặng 1,4 kg anh em. Cây này nặng 1,4 kg nha, 6 tấc rưỡi nha. Sugum vadium. Cái đầu này là đầu size 1/2 nha anh em. Đó, đầu size 1/2. Còn rất là mới nha. Đó. Xe 1/2 nguyên thân inox không gỉ luôn. Rồi, con này mã số 12 là 500 giúp em nha. Mã số 12 500k nha anh em. Đó, một cây cần lắc léo rất là dài luôn. Xe 1/2 giúp em, anh em lưu ý nha. Rồi, tiếp theo là mã số 13 là một con dao thái phở thái mì. Đó, thái phở thái mì sợi á. Con này là gàn thủ công nha anh em. Con này gàn thủ công của Nhật. Con này chiều dài lưỡi là 34 cm, 34 cm giúp em nha. Đó. Con này gàn thủ công, hàng này hàng nguyên zin của bãi luôn, hàng nguyên zin của bãi luôn. Đó. Nó quấn dây nè, nó cắt chữ cắt thủ công nè. Con này để em đo cái mặt ngang của nó, mặt ngang là 13 phân, mặt ngang 13 phân. Con này độ dày nhất của nó là 4,5 phân nha anh em. Đó, độ dày nhất 4,5 phân. Nó mỏng dần về phần mũi là 2 ly. Đó, 2 ly. Phần trên nó cũng không có bán nha anh em. Đó, phần chỉ bán phần dưới thôi. Đó, con này được 2 lớp thép. Người ta mà còn mới tách lớp rồi nè. Đó, mặt sau của nó hơi ấy nằm bãi thôi nha anh em. Đó, giờ anh em muốn đẹp thì về lấy dầu lau chùi là nó sạch thôi. Con này người ta để thái phở thái mì nha anh em. Đó, con này chuyên dùng, anh em có thể check trên Google sẽ ra. Thì con này giá mới của nó khá là đắt nha anh em. Đó, con này là giá mới là 56.950 mấy yên nè. Con này giá bên Nhật người ta đã sale 50% rồi nè. Sale 50% là còn 28.476 yên. Đó. Giá mới của Việt Nam là giá mới, giá tiền Việt Nam mình là 6 triệu mấy con này nha anh em. Đó, con này giá mới 6 triệu mấy, dòng này rất là đắt nha anh em.
sale 50% mà còn 6 triệu mấy á. Anh em nào muốn sưu tầm dao siêu to khổng lồ hoặc là về chuyên dùng, anh em thì thấy con này rất là rẻ hơn dao mới rất là nhiều luôn. Rồi con này mã số 13 là 2 triệu 2 giúp em nha. Mã số 13 2 triệu 2 dao thái phở thái 10 udon gì đó. Rồi tiếp theo là mã số 14 là một cái cây cái bằng ủi nha nè, đó cái bằng ủi của Panasonic. Cái phần nhựa ở trên đây nó bảo vệ nó bị hơi nứt rồi nha nè, nó bị nứt rồi nha, đó phần bảo vệ mình chụp lên như nè. Đây mình sẽ lên chi tiết cái con bằng ủi cho anh em xem. Đó. Bằng ủi này mã số 14 là 850 anh em, đó Panasonic còn rất là mới luôn. Đó anh em cái trên đây dễ lắm, đây châm nước nè. Bằng ủi này là bằng ủi hơi nước giúp em nha, nó châm nước. Rồi giờ anh em sử dụng thì anh em coi theo trong đây, đó. Nó dễ sử dụng lắm. Về anh em mò, thầy chỉ nhược thôi mà không ai lên Google quá chết. Thì con này là điện Panasonic nội địa Nhật, con này là một công suất là 1400W anh em, đó. 1400W, con này rất là cao công suất, sức rất là cao luôn. Sử dụng điện 100V, đó. Sử dụng điện 100V giúp em. Đây. Panasonic công suất 1400W. Điện 100V đó, còn rất là mới luôn nha anh em. Đó, cái đấy. Rồi, có dây ở đây nè. Đó. Dây này anh em kéo qua game. Hàng này thì em đã test rồi. Test sử dụng nóng hết rồi. Đó, dây này dây rút rất là tiện dụng. Nếu anh em muốn kéo lại thì anh em rút. Đó, tự chạy vô. Khi anh em ghim điện thì anh em để cái bằng ủi lên đây, nó sẽ tự nóng nha anh em, nó chỗ này nè, để như vậy thì nó sẽ tự nóng nha anh em, tình trạng còn rất là mới nha anh em, nó ít xài. Con này năm sản xuất 2019 này nha anh em, năm sản xuất 2019. Con này mã số 14 là 850.000 giúp em nha, mã 14 850.000 giúp em. Và tiếp theo là mã số 15 là 450 nha, một cái ấm Tetsubin. Con này là ấm gan uống trà của bên Nhật. Đó. Con này cao của nó là 6 phân, khoảng 6 phân đây đó mô phẩm rồi. Đó. Đường kính là đây, anh em nhìn nè. Con này khó đo, không biết đo được nào. Nha. Con này nó thiếu nắp nha anh em, con này thiếu nắp nha. Đó, nắp đường kính 6 phân rưỡi nè. Vậy anh em là chế cháo nắp hoặc có nắp đó, thì mua con này về. Đó. Không có nắp nên bán giá mềm cho anh em chơi. Đó, ấm Tetsubin, ấm gan của Nhật, đó, hàng còn nguyên zin, còn rất là đẹp nha, không bị nứt, không bị gì hết trơn nha, bên trong còn rất là mới nha nè, bên trong còn rất là mới luôn. Đây nó có chữ ở đây nè nha anh em, nó chữ nổi ở đây nè, đây mình xem chữ nổi, đó. Dung tích thì em không biết nha nè, nó nằm vừa bàn tay em nó xíu à, đó, nhìn em nhìn xin xem kỹ giúp em nha. Đó. Rồi con này mã số 15 là 450 nha nè. Giờ anh em chế cháo nắp hoặc anh em có nắp thì anh em lấy con đó về. Rồi tiếp theo là một cây kìm đa năng. Cây kìm đa năng gồm 8 chi tiết. Đó, con này thép không gỉ nha. Đó, gồm vít nè, phui bia nè, cưa nè, thước nè, đó, dao nè, đó, hai cây dao. Đó, cây này kìm đa năng. Con này của China nha anh em, đó, con này của China nha, còn rất là đẹp nên em lấy về em bán cho anh em chơi luôn, đó. Đẹp rẻ tiền, đó, gấp lại. Rồi con này mã số 16 là 200.000 nha, mã số 16 200. Rồi tiếp theo là mã số 17 là một cây kìm bấm mỏ nhọn, con này của hãng SK11, đó, SK11 của Gia Băng nha anh em. Con này dài 16,5 cm, SK11. Con này ngàm còn rất là đẹp nha, ngàm còn rất là đẹp luôn, đó, còn nguyên vẹn hết, đó, rất là đẹp. Tình trạng mới nha anh em. Rồi con này mã số 17 là 300 giúp em nha, mã số 17 300.000, kìm mũi nhọn. Rồi tiếp theo là mã số 18, một cái ống nhòm nha anh em. Đó, cái ống nhòm.
Thì clip trước em cũng có lên hai cái, clip này thì em còn cái em lên cho nó hết luôn, cái này là cái cuối cùng. Ống nhòm này thì nó đi kèm theo là một cái khăn với một cái sợi dây, một sợi dây mình móc vô vô cái này nè, với một cái đồ chụp bảo vệ hai ống nhòm nha anh em, đó, một chụp bảo vệ hai ống nhòm. Con này thì anh em nhìn thấy chưa, thông số nè, nó để 122m đến 1000m nè, 8 x 21. Đó, em không gành gì không nhòm. Con này thì có nút điều chỉnh nha anh em, bẻ ra bẻ vô. Đó, còn rất là mới nha, hàng này chưa qua sử dụng nha anh em. Còn full bịch nè, full hộp gì nè. Rồi, con này mã số 18 là 600 nha anh em, mã số 18 600.000. Và tiếp theo là mã số 19 là một cây mỏ led size 375 mm, con này của hãng Super. Đó, hãng Super, logo nội địa Nhật nha anh em, nội địa Nhật da băng. Đó là size 15 inch, con này size 375 thì nó dài 39 cm. Con này ngàm mở tối đa của nó là 42 nha anh em, mà ngàm mở tối đa của nó là 42 giúp em. Đó, ngàm còn rất là đẹp. Đó, hầu như là chưa sử dụng luôn anh em. Đó, hầu như là chưa sử dụng luôn, y như chưa sử dụng, ra vào nhẹ nhàng ngon lành hết nha anh em. Size 300 mm, cái lớp mạ nó còn rất là đẹp nha anh em, sống lưng không bị lỗi gì hết nha, anh em xem kỹ giúp em. Rồi, con này mã số 19 là 580 nha anh em. Mã số 19 là 580k giúp em. Rồi, tiếp theo là mã số 20 là một con dao đi gừng. Đó, con này có một cái bao. Đó, bao cũng xấu xí đó, không có đẹp gì mấy. Đó, rồi, con này lưỡi sử dụng của nó là 16,5 nha anh em. Lưỡi sử dụng là 16,5. Cả cán là 31,5. 31,5. Con này bản rộng là 3/2, bản rộng 3/2. Con này độ dày là 5 ly nha anh em, đó. Con này độ dày 5 ly giúp em. Đó, khâu zin, cán nguyên zin rất là chắc chắn luôn. Đó, nước gam của nó người ta còn nguyên luôn nha anh em. Đó, con này là lưỡi hai mặt nha anh em, đó, lưỡi hai mặt. Lưỡi hai mặt. Nó có khắc hai chữ ở trên đây nha nè, khắc hai chữ trên đây. Sống lưng cũng còn rất là đẹp, cán nguyên zin. Có một cái vỏ ở đây. Thì nó xấu nhưng mà nó còn sử dụng tốt nha nè. Cái này mình đeo vô thắt lưng. Rồi, con này mã 20 là 350 nha nè. Mã 20, 350.000. Rồi, tiếp theo mã 21 là một con dao chặt, con dao đi gừng nha anh em, đó, con dao đi gừng lưỡi hai mặt, con này là lưỡi dài 14 cm, cả cán là 39 nha anh em, cả cán là 39. Đó, có một chữ Nhật ở trên đây nha anh em, nước gam zin của nó còn nguyên vẹn luôn nha, đó, lưỡi hai mặt, đó, phần trên người ta có đập nhẹ, đó, phần trên có đập nhẹ nên cũng không sao, còn rất là đẹp nha, đó, phần lưỡi với phần gam của nó còn rất là đẹp. Con này bản rộng là 7/2 nha anh em. Ê, bản 7/4, bản rộng 7/4. Con này rất là dày nha anh em. Đó. Con này độ dày cao nhất là trên đây. Đó, độ dày 9 ly. 9 ly. Đó. Độ dày nhỏ nhất là 7 ly nha anh em. Độ dày lẫy nhất là độ dày mỏng nhất là gần 8 ly nha anh em. Độ dày mỏng nhất gần 8 ly. Đó. Cán còn rất là chắc chắn nha anh em. Đó. Cán còn rất là chắc chắn luôn. Khâu zin hết toàn bộ, cán zin hết toàn bộ như này, đó. Chỗ này nó hơi dập nhẹ thôi, đó, nhưng mà lưỡi còn rất là tốt nha. Đó, con này ba lớp thép nha anh em, đó, anh em nhìn thấy là cái lớp thép nè, đó. Con này ba lớp thép, ba lớp thép anh em nhìn thấy, con này em đã mài sơ sơ rồi. Rồi, con này mã 21 là 450 nha anh em, đó, mã 21 450.
Và tiếp theo là mã 22 là một cây kìm điện. Con này dài gần 19 nha, nó dài gần 19 luôn. Đó. Con này của nội địa Nhật, của Lyman. À, của Lyman nội địa Nhật. Con này lưỡi rất là đẹp nha anh em, đó, lưỡi rất là đẹp luôn nè, lưỡi khít không hở nha. Đen thui không hở. Răng còn rất là tốt nha anh em, đó. Răng còn rất là tốt luôn, đó. Nguyên nước gam zin luôn. Nguyên cây kìm còn nguyên nước gam zin luôn. Đó, tay cầm là tay cầm cách điện nha anh em, đó. Tay cầm cách điện luôn nha. Đó. Con này mã số 22 là 200 nha anh em. Mã số 22 là 200. Rồi, mình test lưỡi cắt cho anh em xem. Đó. Cắt rất là ngọt nha anh em. Mã 22 200k. Rồi, tiếp theo là mã 23 cũng là một cây kìm điện. Cây này nó dài anh em, cây này dài hơn 21 cm luôn. Cây này dài hơn 21 cm. Con này logo nội địa Nhật của Shotmart. Đây, logo nội địa Nhật. Đó, của Shotmart nè. Lưỡi cắt rất khít nha anh em, đó, lưỡi cắt khít. Răng ngàm nói chung là còn rất là tốt nha, đó. Bị dập mà rất ít nha anh em, đó, lưỡi cắt còn rất là đẹp nha. Đó. Phần dưới đây có răng nè, ta cầm cũng cách điện nha anh em. Đó, tay cầm còn rất là mới luôn, không bị rách, không bị lỗi nha. Cây này size to hơn cây kia. Test thử cắt cái này. Đó. Cắt là bén nha. Cắt cái cốc cốc luôn nha anh em. Rồi, con này mã 23, mã 23 là 250 nha anh em. Đó, mã 23 250. Đó, con kìm rất là đẹp nha. Mã 23 250. Rồi, tiếp theo là mã số 24 là một cây kìm điện, cây kìm cắt này, cây này của Mỹ nha anh em. Đó, cây này dài 21 nè, cây này dài gần 21 nha anh em. Đó, dài gần 21. Con này của hãng Kevin Tool. Đó, em thấy chữ Tool không? Đó, ông già leo cột điện nè. Cây dòng của Mỹ này người ta khắc rất là cạn luôn. Đó, rất là mờ, khó nhìn lắm. Đó, Kevin Tool, made in USA trên đây luôn. Đó, mà sau đây cũng có chữ luôn nha anh em. Đó, đây. Còn chữ còn rất là đẹp nha. Made in USA nè, USA nè. Đó, ông già leo cột điện, đó, Kevin Tool. Lưỡi cắt còn rất là đẹp nha anh em. Lưỡi cắt khít nha. Đó. Còn khít hết nha anh em. Đó. Tay cầm nè. Tay cầm còn nguyên zin luôn nè. Không có bị gách nha. Đó. Nó hơi chạy chạy chút xíu thôi. Để em test lưỡi cắt cho anh em xem. Đây. Lưỡi cắt còn nguyên zin luôn. Thuốc dây điện nè. Để em cắt. Lưỡi cắt này nó hơi bị reset chút xíu. Nó về anh em nào ấy biết ấy thì làm lại. Đó, về dũa nhẹ lại cắt. Đó, kìm cắt em còn nguyên zin luôn. Đó, em chưa mài dũa gì hết trơn. Đó. Chung dòng kìm Mỹ này xài rất là tốt nha anh em. Rồi, con này mã 24 là 400 nha. Đó, mã 24 400. Đó, giờ anh em nào biết dũa thì anh em dũa nhẹ lên cái cắt ngọt như mía luôn nha anh em. Đó. Em để nguyên zin luôn, em không có mài dũa gì chứ. Rồi tiếp theo là mã 25 là một cây kìm cắt của Megi. Cây này dài 16 cm. Đó, cây này dài 16 cm. Con này mã 25 là 180k. Đó, con này cắt tác động mạnh nha. Đó, hãng Megi. Đó, Megi thì của Nhật nha em. Tay cầm còn nguyên nha, không bị gách gì hết trơn nha. Con này thì thép đen, thép đen thì rất là trâu bò nha nè. Con này còn lưỡi cắt còn rất là tốt nha, cắt rất là mới luôn, không bị hở gì hết trơn nha. Rồi, mã 25 180.000 nha. Rồi tiếp theo là mã 26 là một cây mỏ lết top. Cây này dài 21 cm. Mỏ lết top thép đen. Lết top thép đen của Japan. Con này size 200 mm.
Con này ngàm mở tối đa là 31 nha anh em. Ngàm mở tối đa 31. Đó, ngàm mở tối đa 31. Đó, thép đen thì nó nhìn nó xấu xí gì đâu, nhưng mà xài rất là tốt nha anh em. Đó. Ngàm còn rất là ngon nha. Đó, độ gơ lắp rất là ít nha. Và động nhẹ nhàng nha anh em. Rồi, con này mã 26 là 280 nha anh em. Đó. Mã 26 280.000. Rồi, tiếp theo là mã số 27 là một cây cưa gấp. Con này lưỡi sử dụng là 20 cm. Lưỡi sử dụng 20 cm. Chiều cắm chiều dài là 20 là 41 nha anh em. Đó. Chỗ này là nhôm khói nè, tay cầm bằng nhựa cao su rất là đẹp nha. Đó. Lưỡi nguyên zin nha anh em. Đó, lưỡi lưỡi nguyên zin còn rất là đẹp nha. Lưỡi nguyên zin còn rất là đẹp luôn. Giờ anh em làm việc vườn rồi xài mấy con này nhỏ gọn. Con này của hãng Goyosa của Made in Japan nha anh em. Đó. Giống cái cán nè, Made in Japan. Tay này rất là nhẹ luôn. Em là làm vườn nhà xài mấy cái này rất là tiện nha. Rồi, mã số 27 là 250 nha anh em. Mã số 27 250. Rồi tiếp theo là mã 28 là một cây mỏ lết Lotter. Cây này dài 24,5. Cây này mã UM36 nha anh em. Nó UM36. Lết Lotter. UM36 thì độ ngàm mở tối đa của nó là 36 luôn nha anh em. Đó. 38 luôn. Ngàm của nó nói chung là nó hơi gỗ nhưng mà sử dụng cũng bình thường nha anh em, nó sử dụng bình thường. Đây, dòng mỗi lớp này mới cũng khá là đắt nha anh em. Rồi, mã 28 là 250 nha anh em. Đó. Mã 28 250. Rồi tiếp theo là mã 29 là một cây búa, đó, cây búa đóng. Cây này dài 33,5. 33,5. Cây này nặng đúng 500 g nha anh em. Đó, gần cây này nặng đúng 500 g luôn. Cây này rất là mới, chưa qua sử dụng nha anh em. Đó, con này cán được làm bằng nhựa sợi thủy tinh. Đó. Manum. Còn rất là mới nha anh em. Đó, cán tay cầm đầu đầu búa rồi chưa qua sử dụng nha. Đó, còn lớp keo bảo vệ chưa đóng luôn. Rồi con này mã 29 là 250 giúp em nha. Mã 29 250. Rồi tiếp theo là mã 30 là một cây búa đóng nhổ đinh. Cây này nặng 640 g nha. Cây này nặng 640 g. Cây này dài 37,5. Đó. 37,5. Hãng Yamaguchi, Yamaguchi. Gia bằng nha anh em. À, cán cán có làm full tan tới đây luôn nha anh em. Đó. Đó, cán inox làm full tan nha. Đầu nhổ đinh còn rất là đẹp. Đó. Đầu búa thì ta có sử dụng ít lần nè. Đầu búa chống trơn trượt. Rồi con này mã 30 250 nha anh em. Mã 30 250. Rồi, tiếp theo là mã 31 là một cây búa tạ nha anh em. Cây này thì nó nặng 1 kg 50 g, 1 kg 50 g. Đó. Cái đầu búa thì nó nặng 900 g, nặng 900 g, nó hãng OH của Gia Băng. Đó. Đầu búa thì chưa qua sử dụng nha anh em. Đó, đầu búa nó còn cái dấu mà dấu tiện nè. Đó. Chưa qua sử dụng. Đó. Hai mặt chưa đóng nha anh em. Đó. Cán gỗ nguyên zin. Tem nguyên zin luôn. Rồi, con này mã 31. Mã 31 là 280 nha anh em. Mã 31 280.000. Mã 31 280. Tiếp theo là mã 32. Mã 32 là một cái bộ cà lê lắc léo, một đầu miệng, một đầu lắc léo chồng. Đó. Cái này là hàng Nhật hết nha anh em. Đó. Nhưng mà nó tất cả các size cây thì nó khác size hết nha. Ý khác hãng hết. Đây. Nó gồm 8 nè. Em xem từ từ thôi nha. 8, 10, 12, 13, 14 nha. Nó gồm 5 cây nha anh em. Đó. Cây số 8 là của hãng Ton. Đó. Cây số 8 là của hãng Ton nè. Đó. Hàng mới chưa qua sử dụng nha anh em. Đó. Hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Đó. Cây số 8 hãng Ton. Cây số 10 là của Top nha. Cây số 10 của Top. Do hàng bãi nên em gáp lại tất cả các hãng của Nhật. Đó.
hàng đều tất cả đều mới nha nè, đó anh em yên tâm, tất cả đều mới, đó, miệng ngàm rồi còn rất là đẹp luôn. Rồi cây mã số 12, cái cây số 12 đó là hãng SEK, cũng của Nhật luôn. Cây này thì làm bóng 12 mm, đầu chưa vặn luôn nha anh em, đó, hàng này anh tiện rất là mới luôn. Cây số 13 đó, cũng rất hàng cũng rất đẹp của hãng Xuân Cây, Xuân Cây cũng của Nhật luôn nha. Hàng này rất là hiếm nha anh em. Rồi tiếp theo là cây số 14 là của Sankey, số 14 của Sankey. Cây này giá mới đó, một cây tới 200 mấy chục ngàn nha anh em. Đó. Giá mới đó gần 1.000 yên, là 1.000 yên và 200 mấy đó. 14 của Sankey rất là mới luôn. Đó. Một cây là 200 mấy. Rồi bộ này là mã 32 nha anh em. Mã 32 là 500k 5 cây nha. Đó. Mã 32 500k 5 cây nha. Rồi tiếp theo là mã 33 là một bộ Airbus nữa, Airbus nha. Airbus HBB. Cây này của hãng Aiweta nha anh em, đó, Aiweta. Đó, hàng này là hàng bãi nên cái hộp nó hơi bị gắt nha anh em, nó. Thì anh em nào thắc mắc đó, thì anh em cứ lên chat Aiweta. Đó, Airbus HBB, nó thể lên giá mới nha anh em. Đó, giá mới con này cũng lên cũng vài triệu á. Đó, con này thì nó chưa qua sử dụng nha. Đó, tất cả phụ kiện đều đầy đủ hết nha anh em, không thiếu một món nha anh em. Đó. Anh em có thể check Aiweta HBB cho bằng nữa. Con này phun sơn. Đó. Hàng chưa qua sử dụng luôn nha anh em, nó hàng này là full hộp chưa qua sử dụng. Đó. Anh em có thể check trên Google nó có thông tin hết nha anh em. Đó, giá mới cũng khá là đắt đó. Đó. Anh em là biết chơi con này thì đó. Múc con này về rất là rẻ luôn. Rồi thông tin thì anh em có thể check trên Google nha. Đó, hàng này mới full box đầy đủ phụ kiện nha anh em. Đó, còn full box đầy đủ phụ kiện luôn. Đó, nó chỉ hơi gắt cái hộp thôi. Rồi con này mã 33 là 1.800.000 nha anh em. Đó, mã 33 1.800.000 nha. Rồi tiếp theo là mã 34 rồi. Mã 34 là một cái con Eto mang cá. Đó, con Eto mang cá. Đây. Con này thì nặng 5,5 kg nha anh em, nặng 5,5 kg. Đó. Thông số nó trên đây. Con này thông số nó gồm 3 4 con, 3 4 cái. VGS. Con này là gì? Tập kiểu ra con này của sư tử, con này của hàng này của thường thường là của châu Âu không anh em. Đó, cái dòng mang cá nè, đó, cái ngàm nó có trợ lực nè, anh em nhìn thấy vừa mở ra nó bung ra nè, đó, anh em thấy không, đó, nó bung ra, đó, cái dòng này rất là đặc biệt luôn, đó, anh em nào thích chơi mấy cái dòng này thì sưu tầm thì vẫn được. Con này nặng 5,5 kg nha anh em, con này full thép luôn nha, đó, đặc biệt là dẫn dòng này là nó full thép luôn, nên nó rất là bền. Con này ngàm 7,5 nè, con này ngàm 7,5. Đó. Độ mở nó rất là xa nha anh em. Đó, độ mở nó tới đây luôn nè. Đó. Thôi thì mình cho cái độ mở của nó là tầm 75 thôi. Đó. Tầm 75 thôi, tại vì mình xài cái độ mở rất là ít. Đó. Hàng nguyên zin, nước sơn zin của nó luôn. Đó, đây là trên đây nó có một cái đe. Cái dòng mang cá này thì nó full thép. Bởi vì nhiều khi cái đường gây của nó rất là bền nha anh em. Đó. Nó làm full thép luôn. Con này nó xoay được 360 độ nha anh em. Nó xoay được 360 độ nó chỗ này nè. Anh em gạt xuống. Gạt hướng nào cũng được. Cái đế nè, cái đế nó xoay được 360 độ nha anh em, đó. Đế nó được xoay được 360 độ phần trên nè. Anh em gài đây thì anh em kéo qua đây thôi. Đó. Hàng còn nguyên zin, nguyên zin nước sơn zin luôn. Đó, anh em nào muốn về muốn đẹp thì anh em sơn lại cũng được. Ngàm măng cá nè, nó rất là độ bền của nó rất là trâu bò nha nè. Hàng quạt động nhẹ nhàng hết nha em, hàng em đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Em muốn đẹp thì về sơn thôi, để nguyên zin thì chơi sưu tầm hàng này. Nét nguyên zin của nó.
quên cho anh em xem ngàm. Cái ngàm này nó chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Nó con này do nó để lâu ở ngoài bãi á, nên nó phần bên ngoài thì nó hơi cũ rồi. Nó ngàm của nó nè chưa qua sử dụng luôn, chưa kẹp luôn nha anh em. Nó rất là mới nha. Rồi con này thì mã 34 nha anh em. Con này mã 34 là 2,2 triệu nha anh em. Mã 34 2,2 triệu giúp em nha. Đó. Mã 34 2,2 triệu. Mã 34 2,2 triệu. Và tiếp theo là mã cuối cùng là mã 35. Đó. Mã 35 là cây này 200k nha anh em. Đó, 200k. Cây này của top nha. Đó. Cây này của top. Cây này dài dài 33, dài 33. Đó. Dài 33. Cây này của top. Anh em lưu ý giúp em nha. Đó, anh em lưu ý là cái cây này thì bây giờ thì nó sử dụng chỉ sử dụng được có một chiều thôi nha anh em. Em không có biết chỉnh. Đó. Anh em nào về biết chỉnh thì anh em chỉnh giúp em. Chứ em thấy bây giờ cứ sử dụng được có một chiều à. Chỉ sử dụng được có một chiều này à. Đó. Chiều ngược lại thì em sửa không được. Đó, anh em nào về sửa được thì lấy con này giúp em nha. Đó. Mã 35 200.000 nha anh em. Mã 35 200.000. Rồi. Em xin kết thúc video tại đây nha anh em. Đó, anh em xem nhớ like và đăng ký kênh giúp em để theo dõi những video tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.